问你我有几次同拍档去演一出好故事。明天今天浮世里有几次内心感到生命意义。在悠悠长夜里将心意做句诗，记你笑眼人换言之，回忆如何遇上当天的你，有似好似冥冥之中有些天意。共拥今天，让你我试一试，留下精彩真实故事。Về tới hả? Sao khuya vậy chứ ngủ? Ê, Cúc à, mình nghĩ của con sao ướt hết vậy? Nè, tại sao lúc này 3-4 giờ khuya mới về tới nhà? Lại còn xịt nước qua đầy mình nữa. Cặp mắt lừ đừ, tâm thần hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Không có gì mà, con đi tắm nha. Quay quay, nếu có chuyện gì nghĩ không suốt thì bàn thảo với ba đi. Một người nghĩ không ra nhưng mà hai người thì khác. Hello? Giàn Nhất Cúc. Hay. Ông Khoa cúp dây nha, tôi vô phòng nói chuyện. Quay, ai vậy? Hello, ông vẫn còn ở đó hả? Anh vẫn còn khẩn trương vậy. Làm điệp bợm, khẩn trương là một điều cấm kỵ. Là bởi vì khẩn trương thì sẽ khiến cho anh mất đi lòng tin. Làm điệp bợm, lòng tin rất là quan trọng. Anh không tin mình anh thì người ta làm sao mà tin anh? Nhẹ nhàng chút đi, giống như tôi bây giờ nè. Anh phải nên biết tại sao tôi lại kêu anh coi cái bộ phim đó. Tôi biết. Mấy hôm nay anh đã từ từ biến thành một người khác rồi. Có đầu mối gì không? Đám đàn bà đó không có cảm giác an toàn, mất lòng tin với đàn ông, nhưng mà lại muốn kiếm một phao nước cho mau. Quầy, anh đừng nói những chuyện mà tất cả mọi người đều biết với tôi nha. Anh là Giang Nhất Cúc, là chuyên gia phản thiên đó. Anh phải nên nhớ là anh phải biết nhiều hơn những người khác chứ. Tiếp theo tôi phải làm sao? Ông cười cái gì? Anh hỏi tôi tiếp theo phải làm sao hả? Yên tâm đi, anh đã chịu hỏi tôi nhất định giúp anh mà. Bây giờ thì anh hãy khai thác chuyện của họ đi, để từ từ kiếm ra tung tích của sát thủ Quan Trường. Cố gắng tiếp tục đi. Hello, hello, tôi làm sao có thể kiếm được ông? Nếu như cần thiết thì tôi sẽ xuất hiện. Cúc. Cúc à. Ừ, ba. Nguyên cả chai tương ớt bị con đổ đi hết rồi. Làm sao mà ăn đây? Để ba lấy hộp khác cho con. Không cần. Khuya vậy ba xuống đây làm gì? Con nha, nghe xong điện thoại thì chạy liền xuống đây. Ba tưởng là con có chuyện gì thôi. Uầy, có chuyện gì nghĩ không suốt thì hỏi ba đi. Không gì. Không gì mà. Nè nè, nói thiệt đi, có chuyện gì không suốt cứ hỏi ba. Ba trả lời con. Sao ba cứ nói ba không phải là người trong giang hồ? Chuyện xưa kia đừng có nhắc tới nữa mà. Nói gì là bí mật của thiên môn, hỏi thêm thì nói là sẽ hết làm cha con. Làm sao mà trò chuyện chứ? Uầy, con đi điều tra mấy cái vụ án, cái gì con ếch thằng lằn vàng, rồi cái gì dây thun thần kỳ. Như vậy bị ba làm sao mà nhắn tin cho con đây hả? Miễn là tóm lại một câu,
Bà à, bà vốn thấy Phản Thiên chỉ là những chuyện lặt vặt thôi. Bà giấu khi dễ tôi Phản Thiên. Lần này đối thủ của con là khá xa rồi. Tên sát thủ quan trường này đã khiến con ăn không ngon ngủ không yên. Con có chuyện gì không suốt? Cứ nói đi. Không cần, đang có người giúp con. Chính là cú điện thoại hồi nãy hả? Là ai vậy? Bà biết người đó là ai mà. Con trở lên nhà trước. Đừng có chơi lâu nha ba. À anh con, sáng nóng nè. Hôm đó ở nhà của anh coi cuộn băng, nhìn thấy tướng của người đó lướt qua, tôi đã nhận ra là Lão Tam rồi. Tôi nghĩ hoài không ra, tại sao thằng Vinh lại trở về, và tại sao lại bám sát thằng Cúc? Cô mà, như vậy không xong đó. Tánh của Lão Tam như thế nào, chúng ta đều rành mà. Tôi biết, nhưng mà chuyện đã cách 30 năm rồi. 30 năm thì sao? Giang sơn dễ đổi, bẩm tánh nàng gì. Anh nghĩ kỹ đi, lúc xưa Lão Tam làm bịp bợm, những kẻ xếp chung với hắn, có ai mà không bị hắn báo hại trầy già chóc dãy. Người không giống người, ma không giống ma. Nè, cái tên Trương Dân Minh Tinh của phim Hoàng Thoại đó, còn nhớ không vậy? Nhớ chứ, hắn nhờ đóng phim Thu Nguyệt Khắp Tàn Hồng được giật giải đó mà. Thì là hắn. Năm xưa Lão Tam giả đò là người làm điện ảnh cho người ta, mở phim rồi gài bẫy, dụ cho người ta mắc câu hai dáng thôi đã tước hết gia tài của người ta, báo hại người ta ở bờ biển Cù Đồng, lúc đó vẫn chưa có lớp. À, rồi buộc tảng đá ở dưới hai chân, nhảy xuống sông mà tự tử. Người này á thì là quả thật quá cay cú đi. Bây giờ Lão Tam bám sát thằng Cúc, nhất định là phải có quỷ quái. Tôi lo là người kế tiếp đối phó là nó đó. Không thể đâu, thằng Cúc không có tiền mà, tại sao phải đối phó với nó chứ? Theo tôi á, Lão Tam không phải muốn đối phó với thằng Cúc, kẻ mà đối phó là anh thôi. Thì đi mau đi. Đánh đi. Lâu quá vậy, đánh con nào. Ra bài đi mà. Đánh đi tôi ăn đó. Tôi đi nè. Tôi ăn. Con gì vậy? Đánh đi. Chơi giang hả? Chơi giang phải không? Đâu có gì đâu. Anh Rãi. Anh Rãi à, hôm mai là đại diện giang hồ qua đường cao. Nếu không qua làm sao gỡ chuyện này. Hey, đừng nói ba cái chuyện dư thừa này. Bây giờ á, anh lập tức đi kiếm người Hồ Quách mà hai tháng trước rồi gặp tôi ra. Uầy, cái ông Quách đó em thì không có rành. Lần trước hắn gọi gấp cho em được tiền giới thiệu cho nên mới kiếm anh ra. Hắn thường hay đi khuất bóng mà, bây giờ làm sao gặp hắn được chứ. Tôi không cần biết anh dùng cách gì, anh phải nhất định kiếm ông ra cho được. Và nói cho ông biết, Giang Giao Công này muốn gặp ông chủ của ông. Anh Rể à, anh cũng biết rồi mà. Thế gian này lớn lắm, cố tình đi kiếm người không khác gì một kim dưới đáy biển đâu à. Hả? Như vậy là từ nay khỏi vay tiền nữa hả? Vậy thì không phải. Thế gian này nhiều khi cũng nhỏ lắm, chi tính phát đạt mà. Được, để em lo liệu cho. Vô đi. Ông chủ. Diệp Dinh, anh là cái gì mà bắt ông Sư phải đích thân kiếm anh? Đây là chuyện giữa tôi và ông chủ anh, chừng nào mới tới phiên anh xen vào. Ông Tần, chúng ta nói chuyện, tôi không muốn có kẻ thứ ba có mặt. Ông chủ, tôi trở ra trước nha. Tần Hưng, anh trở ra đi. Randy, có vừa không? Diệp Vinh, đừng có nói chuyện dư thừa. Tôi tới kiếm anh vì chuyện gì anh rõ hơn tôi mà. Ông Tần, lâu nay chúng ta hợp tác vui vẻ mà, đâu có gì xích mích chứ. Cần gì bực bội vậy? Như vậy hợp tác vui vẻ sao? Chuyện anh làm xong rồi, tiền cũng đã lấy rồi, sao lại còn ở đây? Chuyện mà anh nhờ tôi làm, tôi đã làm hoàn thành cho anh rồi. Còn từ nay trở đi, có ở lại Hồng Kông hay là không,
là chuyện của tôi. Anh sai. Chuyện này làm xong là anh phải đi. Anh phải trở về Mã Lai Á. Không được. Sao lại không được? Anh đã nhận tiền của tôi thì phải nghe tôi nói. Anh chỉ là biểu tôi gài bẫy để gạt cái tên cảnh sát đó. Tôi đã làm xong cho anh. Và hắn đã chết rồi. Tôi đã nhổ đi cây gai trong mắt của anh. Cuộc giao dịch này tới đây đã chấm dứt. Được. Anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi? 100 triệu. Anh chơi tôi hả? Tôi chỉ muốn cho ông biết, không phải có tiền là có thể sai Diệp Vinh này làm việc đâu. Cái mối giao dịch lần trước, tại vì tôi cảm thấy hứng thú cho nên hứa với anh thôi. Bây giờ anh bắt tôi rời khỏi Hồng Kông thì nhất định không được. Tại sao anh nhất định không rời khỏi Hồng Kông? Tôi phải lợi dụng một người để giải quyết ân oán cá nhân. Cái người này tôi càng thích thú hơn so với mối giao dịch của ông lần trước. Ông Tần, ông đừng lo. Tôi bảo đảm, cho dù tôi ở lại Hồng Kông thì ông cũng không bị rắc rối gì đâu. Ông không tin ánh mắt của ông, cũng phải tin Diệp Vinh này chứ. Lâu nay tôi làm việc sạch sẽ gọn gàng. Chỉ cần từ nay, ông đừng có hoảng hốt, đừng chủ động kiếm tôi. Tôi dám bảo đảm, không có người nào biết được ông chính là chủ mưu sau lưng hại chết Lâm Chí Hào đâu. Làm sao anh mới chịu đi? Thứ nhất trả tôi 100 triệu. Thứ hai là kiếm người giết tôi. Tôi biết ông làm ăn thiệt lớn lắm, nhưng mà 100 triệu không phải là số nhỏ đâu. Không nên mà. Còn về vấn đề kiếm người giết tôi, tôi ở bên Mã Lai cũng có cả đám người theo tôi kiếm ăn vậy. Họ nghe lời tôi lắm. Nếu như họ biết được là chính ông kiếm người giết tôi, cho dù họ xá mạng đi nữa, họ cũng không tha cho ông đâu. Ông Tần, cái mạng của tôi không đáng giá đâu. Còn ông là người cao sang mà, chết chung với tôi thì không nên đâu. 1 giờ trưa rồi sao không thức dậy? Đi làm đó. Dạ, tới ngay. Chào ba, chào má, chào chị hai. Hôm nay không cần đi làm hay sao? Sao hôm nay con dậy trễ vậy? Về thì cũng vậy thôi, đâu có việc làm. Con tưởng là ông chủ không có việc làm à? Ba không hiểu đâu. Ba nói thiệt, nếu không có việc làm thì đừng có phí thời gian nữa. Còn trẻ mà, hay là đổi nghề đi. Nè, xuống cái tiền giúp việc cho chị đi. Hôm nay có người giúp việc nghỉ phép đó. Công việc thật bận rộn lắm. Phải rồi, sẵn không có việc làm thì xuống cửa tiệm giúp chị đi. Chú máy trả lời chưa? Làm ơn gọi tiếp cho tôi. Anh Đông à, không biết chuyện gì, gọi cả buổi rồi mà không trả lời. Nếu như không có việc làm thì trò chuyện hay là đánh bài còn hơn. Bây giờ lại thiếu một người. Để tôi gọi tiếp nữa. Ba ba tám tám trả lời chưa? Không được khỏe hả? Cảm ơn. Không khỏe gì, diện cớ làm biến thì đúng hơn. Sẵn chẳng có việc làm mà. Nếu cái gì vậy thì không xong đâu. Xếp ai thì bữa đi bữa không về tới, nhắc đại chuyện cho mình làm thôi. Nếu cái gì vậy là bọn mình sẽ bị móc mèo hết. Có làm gì mà bực bội chứ, đâu phải mình không chịu làm. Hay chỉ là chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị trả thôi. Anh nói cái gì đây? Xếp lần. Xếp lần. Sao đây? Lại chỉ có ba anh chị hả? Vàng như cúc đầu. Lại chưa về hả? Rồi còn cái thằng Đông gì đâu? Hôm nay điện thoại về nói là không được khỏe. Lại không được khỏe? Cả đám người không ai hữu dụng đâu. Cả tổ đều vậy mà, hết thuốc chữa rồi. Nè, chỗ này có dự kiện mới. Chừng nào Vàng như cúc về bị tới gặp tôi. Yes sir. Nhưng mà nói hắn cũng là uổng công thôi. Làm việc đi.
Ờ, cô Hải ăn đồ hả? Tự nhiên. Ê, là cô hả? Phải, tưởng là bị bệnh có tình tới thăm anh. Đông à, bạn của em hả? Mời vô ngồi đi. Là bạn chung sở của Bảo, chị của tôi, anh trẻ của tôi. Phải rồi. Mời tự nhiên đi trong. Dạ được. Ngồi đi. Sau đây muốn ăn cái gì? Bánh phục linh là ngon nhất. Phải đó, khử độc đi nhiệt đó. Cho dù là bị mụn mà hay là ghẻ lỡ gì, ăn nhiều cũng sẽ hết mà. Phải đó, ăn một chén đi nha. Dạ. Nè. Hả? Múc đi. Ừ. Nè. Cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Từ từ nha. Sao đây? Sợ đắng hả? Nè, bỏ chút đường nha. Bỏ chút đường là hết đắng. Tướng của anh đâu có giống bị bệnh. Bây giờ anh định làm sao? Cậu chưa nghĩ ra. Nhưng mà tôi cũng muốn trở về. Về tới thì cứ ngồi cho đúng giờ rồi tàn sở. Thì không biết làm gì. Bây giờ cũng đỡ mà. Ở cứ tìm giúp được việc. Hơn là về thì giống như người phế thải. Vậy được. Nếu như anh cam lòng ở lại cứ tìm làm việc thì tôi cũng hết lời. Cam lòng? Sao tôi lại cam lòng chứ? Năm xưa đi thi cảnh sát lại được theo anh Hào. Tôi thiệt muốn được làm một ít việc. Nhưng bây giờ anh Hào đã đi xa, xếp vàng là biến thành như vậy. Cô biểu tôi phải làm thế nào? Xếp vàng biến thành ra sao thì sao chứ? Tổ Phán Thiên còn anh, còn tôi, anh Quang, anh Cường, chúng ta đều có thể làm việc mà. Làm việc? Làm sao hả? Cái vụ của anh Hào, xếp vàng giữ hết tài liệu lại. Còn vụ sát thủ Quang Trường, chúng ta không có đầu mối gì. Tổ Phản Thiên không phải chỉ có hai dữ kiện này đâu. Như hồi sáng nè, xếp Trần đã giao hồ sơ mới tới. Một bà cụ 60 mấy tuổi, làm cực suốt đời, khó khăn lắm mới dành dụm được 40 mấy ngàn. Một người ở nhà chính phủ, ai dè bị một người giả làm nhân viên sở phúc lợi gạt hết tiền của bà. Dĩ nhiên mấy dữ kiện này không có quay phòng bằng đi bắt trộm cướp có súng. Nhưng mà nếu như mình không có đi bắt, bà cụ đó kiếm là người đã gạt đi tiền của bà. Như vậy mà làm cảnh sát lại có ý nghĩa gì chứ? Xã hội này ngày nào cũng có nhiều vụ án xảy ra. Không lẽ mình cứ ngồi đó hay sao? Có nhiều việc chờ mình đi làm mà. Tôi không có miễn cưỡng anh. Ngày mai tôi sẽ đi theo dữ kiện này. Anh có tới hay không, anh tự quyết định đi. Dân kiện đó tôi đã photo rồi, ngày mai đưa cho anh có được không? Không thành vấn đề. À Tám à, hay là tối nay ăn cơm chung nha. Hi, đừng có quấy rầy người ta mà, để người ta hẹn với bạn trai. Vậy giúp tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye, bye. Ờ, cháu Tâm. Anh chị. Sao ngồi vậy? Dạ phải, sao dì lại tới khu này? Dì tới đây mua sắm. Ờ, cháu mới tàn sở. Tối vậy mới tàn sở hả? Sao không biểu thằng Cúc tới đón cháu? Dạo này tụi cháu ít gặp mặt. Vậy sao? Ừ, có phải có gì không ổn không? Ờ, hay là mình kiếm chỗ ăn cơm chung nha. Anh chị, cơm thịt sườn chua. À, cảm ơn. Cơm ở đây cũng ngon lắm. Vậy hả, đêm nào chú cũng tới đây à? Không phải, nhưng mà cũng sắp sửa rồi. Một người ăn đơn giản một chút sẽ tiện lợi hơn. Thằng Cúc không ăn với cháu sao? Em chị à, thật ra cháu có chuyện muốn nói với dì. Cháu với anh Cúc đã chia tay. Vậy sao? Sao đến nông nỗi này vậy? Hai đứa đã cặp kè bấy lâu rồi cũng xứng đôi lắm mà sao lại chia tay chứ? Có nhiều chuyện gì không hiểu đâu. Hiểu chứ, chia tay thì tới lui cũng mấy nguyên nhân đó thôi. Có phải đã có kẻ thứ ba không? Không phải. Vậy hay là vì một bên bận rộn công tác quá, không có tiền giờ đi với đối phương, hay là hai người ở lâu quá chẳng thấy mới mẻ, hay là hai người ở nhà lâu quá thấy có cá tính không hợp. À, bao nhiêu thứ nhất định là có một thứ rồi. Thật ra cháu cũng không biết. Cháu nghĩ chắc là mỗi thứ đều có một chút.
Hèn chi dạo này thằng Cúc tâm thần nó hoảng hốt, con người đã tiều tụy đi. Nhưng mà cái thằng này thiệt là khó bình lắm. Có người bạn gái tốt như vậy mà không biết quý mến. Đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn thờ ơ, chỉ biết đi xét án, cũng phải tự nghĩ cho mình chứ, có phải không? Nhưng mà chuyện tới nông nỗi này, dì cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Dì à, không bắt mớ tới dì. Phải mà, tại vì không tốt. Hôm xưa thằng Cúc nhỏ xíu đã chết đi người mẹ, không ai chăm sóc. Sau đó tôi lấy ba của thằng Cúc. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, 16, 17 tuổi thôi, đâu có biết cái gì đâu. Như là mấy con bé, đâu có biết coi con, chăm sóc con cho người ta. Cá tính là bẩm sinh, đâu mất mớ tới gì. Thật ra con người thằng Cúc thì thiệt tốt bụng lắm. Nếu có lỗi gì cũng vì tôi mà thôi. Em thì gì đừng có như vậy. Thật ra hai người không có hợp sơ với nhau, có nhiều nguyên nhân lắm. Dì biết, dì không phải khuyên cháu lấy lại thằng Cúc. Dì biết chuyện này không thể miễn cưỡng được. Nhưng thật ra nó nhớ tới cháu lắm, chỉ là nó không biết làm sao nói ra thôi. Thật ra con người của anh thế nào, dì với cháu đều rõ mà. Anh giỏi nhất là dỗ ngọt người ta. Nếu mà anh chịu, thì chim ở trên cành cũng bị anh dụ xuống. Anh vốn không có coi trọng cháu. Tâm mà. Anh chị, cháu đi lấy đũa. Tâm à, vừa rồi dì đi dạo gian hàng mua được bộ đồ này nè. Cháu coi, có đẹp không? Thì đẹp quá. Đẹp hả? Dì tặng cho cháu đó. Thôi đừng, dì để lại mặc đi. Dì ít khi mặc đồ bộ lắm. Anh chị, dì dẫn đi mặc đi. Cháu mặc vô được đẹp mà. Đừng mà anh chị. Cháu mặc coi đẹp lắm. Cẩn thận nha. Anh chị. Anh chị có đau hay không? Ngay là qua bển ngồi chút nha. Cẩn thận nha dì. Cảm ơn. Cũng may là có cháu ở đó, nếu không dì không biết ra sao. Xin lỗi nha anh chị, thật ra người bị té phải là cháu. Nếu không phải dì kéo cháu lại thì dì đâu có bị như vậy. Không phải lỗi của cháu đâu, tại dì bị sơ ý thôi. Chú à. Hả? Dì ở đây nè. Cháu Tâm, thế nào, bà thấy sao hả? Chưa bị gãy chân. Bác sĩ nói là đã rọi quang tuyến, nói xương chân bị nứt. Vậy sao? Có lẽ phải nằm nhà thương mấy ngày. Vậy thì ở đi. Thằng Cúc đâu, sao không thấy nó tới vậy? Tôi nóng lòng tới gặp bà mà. Nghe là để cháu gọi cho. Vậy cảm ơn nhiều nha. Kêu réo gì chứ, bà chỉ là bị nhẹ thôi mà. Con dâu tương lai bỏ đi rồi còn đóng kịch với tôi làm gì. Ông tưởng tôi đóng kịch hả? Đau thiệt đó nè. Ông có biết không, hai đứa nó chia tay rồi. Tôi phải lợi dụng cái cơ hội này, mai mốt phải đi tái khám lại, trị liệu vật lý, nhất định phải kéo hai đứa nó lại. Ba năm trước từ trường Xuân xuống. 30 tuổi, đã đám cưới, đã phá thai. Người này 27 tuổi, đã từng làm ở 6 nơi. Tại sao thằng Bang phải chọn các cô không có cảm giác an toàn? Các cô không có cảm giác an toàn đều muốn kiếm người ta chăm sóc. Hầu như ai nấy đều vậy. Cái thằng Cúc này gọi hoài mà không tới, không biết giở trò gì. Giở trò gì chứ, thì cảnh sát bận rộn lắm. Ê, tới rồi kìa. Chào ba má nhỏ. Tới rồi hả? Cháu Tâm đã gọi cho máy con nhiều lần rồi, sao bây giờ mới tới? Không, cả đêm con ở tiệm cảnh sát. Có lẽ máy gọi bị hư thôi, con nhận được cú gọi là tới ngay mà. Hai chân của má không gì chứ hả? Sao lại không gì? Bà sơ ý đạp trúng cái hố, bây giờ trật khớp. Cái chân bây giờ sưng như cái giò heo đó. Sao sơ ý quá vậy? Đã đi rồi kiến chưa? Coi sưng có bị gì không? Bác sĩ nói nhà thương vài bữa là sẽ hết. Mai là có cháu Tâm thôi, nếu không má không biết làm sao.
Cũng đã khuya rồi, cháu nghĩ cháu phải về trước. Ờ, về hả? Ờ, Cúc à, con đưa cô Tâm về. Dạ khỏi, cháu về một mình được rồi. Không được, đêm khuya như vậy nguy hiểm lắm. Cúc à, đưa cháu Tâm về đi. Anh đưa em về nha. Anh không cần phải đưa tôi, tôi tự về được rồi. Tuy là bây giờ mình đã chia tay hay cái gì cũng mặc, nhưng dù sao đã chung bấy nhiêu năm, đừng có ngại nha. Cho anh đưa em về đi. Chuyện gì? Lên xe đi. Có đói bụng không? Muốn ăn một chút đồ không? Thưa khỏi, tôi đã ăn ở nhà thương rồi. Mình đã lâu không đi chung một chiếc xe rồi. Nhiều khi ban đêm lái xe, chỗ cái bình trống rỗng, cứ như thiếu một cái gì. Con người là như vậy mà, lúc không có thì muốn được, khi có là không biết quý mến. Chuyện gì? Tôi thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Vậy sao? Ngày xưa anh không có nói chuyện như vậy với tôi. Còn nữa, thái độ ăn nói và cách ăn mặc của anh. Chiếc xe này mới mua hả? Không phải, hỏi bạn cho mừng thôi. Tôi thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Con người sẽ thay đổi mà, chỉ coi là trở tốt hay là xấu thôi. Anh đưa em lên nhà nha. Không cần, cảm ơn anh. Hay là em đừng làm việc nữa, em hãy theo anh đi. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Anh nói cái gì? Em nghe không hiểu anh nói gì sao? Anh không khéo ăn nói, anh chỉ biết mình đã không phải nhỏ nữa. Có thể kiếm được một người hợp trơn thiệt là khó khăn lắm. Hơn nữa mình đã đi suốt bao nhiêu năm rồi. Cho anh chăm sóc em nha. Chăm sóc cho em? Anh nuôi em? Em không cần lo lắng tới tiền đâu. Chăm sóc cho em là trách nhiệm của anh mà. Cho dù bên ngoài trời mưa to gió lớn, chỉ cần em ở bên cạnh của anh, anh sẽ bảo vệ cho em, chăm sóc cho em. Anh vẫn còn yêu thích em lắm. Ngày xưa anh chưa bao giờ nói như vậy với em hết. Bây giờ nói cũng không có muộn mà. Em không cần trả lời anh ngay bây giờ. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Đã khuya rồi, lên nhà ngủ đi nha. Bye bye. Thì ra thằng Ba đã dùng trò này để gạt đám đàn bà, hẹn chị đám gái đã chết từng đứa trong tay của nó. Tại sao như vậy mà mình nghĩ không ra hả? Bốn lẻ sáu, bốn lẻ bảy, 408 tới rồi. Bà Tư à? Bà Tư à? Có ai trong nhà không? Xin trả lời đi. Bà Tư, có ai trong nhà không? Bà Tư à?
Bà Tư, làm mau mở cửa đi. Bà Tư à. Cẩn thận một chút, không sao chứ? Rốt cuộc anh tới hả? Phải, chỗ này khó kiếm cho nên bị trễ. Sao đây, bà Tư trong đó? Ừ, bà ở trống. Nhưng mà bà không có trả lời. Trong nhà thì là lộn xộn lắm. Bà một mình thì là tội nghiệp. Bà Tư à, bà Tư à, mà mở cửa đi. Không cần kiếm bà nữa, bà đã mấy ngày không ra khỏi nhà. Bà đã mấy ngày không ra hả? Phải, bà đã bị người ta gạt hết tiền. Đã mấy ngày không có ra gặp ai hết, thiệt tội nghiệp quá. Tím Hai à, Tím Hai. Tím có biết là bà Tư của bà con nào không vậy? Tím Hai à, ơn đi. Làm sao? Để tôi. Bà Tư, bà mau mở cửa đi, chúng tôi là người của sở phòng ốc. Láng gì kiểu này bà nuôi chó làm ồn, mau mở cửa đi. Ê, sao nói vậy? Mở cửa. Chó của bà làm giờ giấy bẩn thỉu, làm phiền tới bà con, bà có biết không vậy? Nếu bà không chịu mở cửa, ngày mai chúng tôi cho người tới niêm phong nhà của bà đó, bà có biết chưa? Nè, bà không hợp tác hả? Không hợp tác chúng tôi đi nha. Chỗ này không có nuôi chó, người cũng không có cơm ăn rồi, lấy gì mà nuôi chó? Bà nói không nuôi chúng tôi không tin đâu. Chỗ này ai nấy đều nói là mình không có nuôi chó mà. Chúng tôi phải vô coi mới được. Bà Tư, làm ơn mở cửa đi. Nè, các người vô coi đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Có phải không có chó không? Chỗ nhỏ như vậy làm sao mà nuôi chó? Hey, đừng có phá. Bà Tư à, thật ra chúng tôi không phải là người của tổ phòng ốc đâu. Chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Ừ, chúng tôi biết bà bị người ta gạt đi hết tiền, chúng tôi tới giúp bà đó. Chúng tôi tới giúp bà thôi. Không cần mấy người giúp, tôi không bị người ta gạt tiền. Đi đi. Bà Tư à? Đi đi mà, đi đi. Bà Tư à, cái gì còn mất mất, mấy người đâu, mấy người đi đi. Tôi không cần đâu, mấy người gạt người thôi mà. Nè, mấy người đi đi. Bà Tư à, nè, đi đi. Nếu không tôi lấy chỗ trà. Bà Tư à, đi đi, đi đi, đi đi. Không nói nữa. Bà Tư, đi đi. Bà Tư. Thì ra bà Tư thì khó tính như vậy. Đâu phải, thiệt ra hôm nay cũng có tiến bộ mà. Ít ra ba chịu mở cửa cho mình. Nè, anh cũng có cách thiệt. Chuyện gì? Lại cổ võ cho tôi hả? Sợ tôi bị buồn rồi bỏ đi hay sao? Cho cô biết tôi làm việc gì cũng có đầu có đuôi cả. Từ lúc mà tôi đã quyết định tới đây, tôi tự nói với mình là tôi nhất định phải hoàn tất cái vụ án này. Quay, ánh mắt của cô cho tôi biết là cô không tin tôi. Đâu có phải. Nè, còn ngó tôi như vậy á, tôi bỏ đi nữa nha. Được, xin chào. Tôi tên anh đó, Đông Mập. Từ từ nhanh con. Sao rồi? Được rồi anh Rãi à. Em á, vì môi thằng đó ra cho anh á. Bạn bè nào em cũng đi kiếm tới à. Chỉ là anh còn muốn nước thôi. Em đã mất 100 triệu rồi đó. Nè, anh đừng có giở trò với tôi nữa nha. Anh biết không? Thằng Cúc á, là cháu của anh mà. Bây giờ nó đang bị người ta phá đó, có biết không? Ê già tổ à, có tin vậy thì báo với anh Cồn đi. Mấy mươi năm nãy tôi chưa hề thấy anh bực như vậy. Từ nay trở đi, anh đừng có xòe tay mượn tiền nữa. Hey, anh không cần bực bội mà. Em đã kiếm được cái tên Hổ Quách đó rồi. Nhưng mà hắn nói là chủ của hắn không có gặp ai hết trơn à. Được, dẫn tôi đi gặp cái tên Hổ Quách đi. Hổ Quách kìa, nó tung tin ra dạo này ông chủ của nó thì sắp với cái bọn đại ca của Triều Châu vậy đó. Hãy tới thứ ba mỗi tuần thì là tới hội đồng hương Triều Châu đánh xì phé. Nè, đã lấy luôn địa chỉ rồi. Qua wow, anh Côn à, chỗ này thì là cao cấp quá đi. Đúng vậy, mấy cuốn tạp chí đều nói là mấy người giàu có thì thường hay tụ tập ở đây. Họ tới đây để mà gài sòng xì phé, đánh mặt chược, bài cào để mà liên lạc cảm tình đó mà. Lão Tam thiệt lợi hại,
vừa về tới Hồng Kông đã có thể nhập bọn với cái bọn nhà giàu rồi. Mấy chục tuổi rồi vẫn tính nào tật nấy, còn nhờ mấy cái lá bài đó để mà kiếm ăn đó hả? Ê, anh Công à, lầu 23 đó. Con ếch kêu bài. Còn ếch kêu bài. Như vậy thì 10.000. 10.000 tôi không theo. Tôi theo. 10.000 thì... Quay. Anh chỉ có đôi 8 thôi à, cùng lắm là 3 con. Hả? Anh cũng theo sao? Đừng quên rằng tôi còn một lá chót. Không cần nói thêm. Theo 10.000, tổ thêm 100.000. Tôi chỉ muốn coi lá dưới của anh thôi anh Hùng à. 100.000. Để tôi coi coi. Bác sĩ có căn dặn, chuyện quá lao tâm thì đừng có làm. Tôi ở bài. Ông nghiêm, còn ông? Một đôi đồng mà không theo hả? Dán bài thì khó suy nghĩ ha. Xin hỏi ai vậy, có phải hội viên không? À, không phải, chúng tôi tới kiếm bạn. Xin hỏi bạn ông là ai? Không biết lão Tam đã dùng cái tên gì hả? Xin hỏi Lục Thiên Vinh có tới đây không vậy? Lục Thiên Vinh hả? À, không có người này. Ủa? Vậy được, vậy thì chúng tôi ngồi đây chờ ông ha. Nè ông à, nếu ông không nói là kiếm ai, có thể xuống dưới chờ được không? Thì công đây, đứng đây chờ ông không được. Dạ phải. Xin lỗi nha, chúng tôi chỉ tiếp đãi hội viên thôi. Chúng tôi chờ lát thôi. Không được mà. Lão Côn. Anh là Lão Côn phải không? Ông là... Tôi là Lão Hùng. Lưu Hùng mở tiệm vàng ở đường đại lộ Trung Mạc á. Ông đã từng tới kiếm tôi làm ăn đó mà. Anh Côn à, hôm xưa đã tới bàn viện cái đi Nam Phi mở kho vàng với ông đó mà. Thì xin lỗi nha. Lớn tuổi rồi á, trí nhớ bị kém. Anh nha, tôi lớn hơn anh gần 20 tuổi. Vậy mà tôi vẫn nhớ được anh. Thì ra vừa rồi hai vị kiếm ông Lưu hả? Xin lỗi nha. Vừa rồi chuyện gì? Không gì, chúng ta tới kiếm bạn thôi. Đã kiếm được bạn chưa? Vẫn chưa thấy. Tôi ở trong này nè, đang chơi xì phé với mấy người bạn á. Nè, anh cũng vô trò chuyện chút đi. Hả? Sẵn chưa kiếm được bạn, vô nói chuyện chút đây. Vô đây. Xin lỗi. Tôi phải đi toilet một chút. Chờ tôi chút nha. Anh cô mà, hôm xưa một ván bài là có thể lấy hết đi gì sẽ quán rồi. Nhưng mà anh lại mềm lòng, không chịu làm vậy. Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Tôi nghĩ thằng Vinh nhất định trong này. Anh về trước đi. Vinh cẩn thận chút. Đúng là hữu duyên thiền lý năng tương ngộ. Không ngờ tôi đi toilet thôi đã gặp người bạn già rồi. Rảnh rỗi thì chúng tôi tụ lại để đánh bài thôi. Lại đây, để tôi giới thiệu cho các bạn quen biết. Bạn già của tôi Giang Giao Côn. Chào ông Giang. Ông Giang nhà thương nghiệp địa ốc. Bây giờ giá nhà cao như vậy là cũng vì ông này thôi. Ông Hùng là ăn nói như vậy rồi. Còn ông Châu này là buôn bán châu báu. Chào ông Châu. Còn người mới quen là ông Nghiêm, từ Mã Lai Á về. Ông Nghiêm, không gặp lâu rồi, phong thái vẫn như xưa. Phong thái như xưa? Đầu của bạn anh mặt mày tươi rói, trang trề phú thái. Những chuỗi ngày này thoải mái lắm hả? Tôi thì đâu có khí thái gì chứ. Con người tôi biết đủ lắm, chỉ cần miếng cơm thanh đạm thì đủ rồi. Thì ra là hai người quen nhau hả? Anh nói tới kiếm người bạn thì ra là ông Nghiêm hả? Chúng tôi không những là quen biết, kể chuyện của chúng tôi hả thì rất là dài dòng. Nếu quen nhau thì tốt, ngồi xuống chơi vài ván nha.
Tôi cũng mệt rồi, chơi thế tuần gián đi. Phải đó, ngồi xuống chơi đi. Được. Để tôi chỉ bài, có ý kiến gì không? Được, không ý kiến. Mời Tự Nhiên. Kêu bài đi. 500. 500? Bỏ thẻ đã 3.000, ít nhất là 3.000. Wow, sao chơi lớn vậy? Tôi không có mang đủ tiền tới. Coi như là tôi được rồi. Anh Hùng, có anh làm hậu thuẫn, như vậy thì khác. 3.000 thì 3.000. Một đôi đầm 10.000. 10.000 hả? Được, coi thêm hai lá bài. 10.000, tôi theo. Tôi cũng có hình mà. Tôi theo. Thôi, bài của tôi nhỏ xíu à, tôi không có theo. Tôi đi uống ly rượu đi. Cái gì chơi nha, từ từ chơi đi. Một đôi già. Hả? Ông cũng một đôi già. Đôi già kêu bài. Lại 3.000. Tôi không tin là quan gia đâu. Tối thêm 20.000. 20.000 hả? Theo tới bây giờ, bao nhiêu thì bao nhiêu. Hả? 20.000. Tôi đôi già, anh đôi đầm. Đâu thấy không theo chứ. Tôi theo. Thung cho bài đi. Hả? 50.000. Tôi nghĩ không có thể nào cái thùng đâu. Tôi theo 50.000. Thứ ba con đập. Xin lỗi nha, ba con già thì là quan gia. Hay lắm, hay lắm. Không ngờ lần đầu tiên mình gặp mặt thì đã đụng bài quan gia, lại thua cho anh. Không lẽ cái này gọi là túc mạng? Chỉ là tình cờ thôi. Thật ra tôi đã muốn ăn chứ. Tôi có thể quyên hết số tiền này cho từ thiện mà. Hỡi, khoan đã. Bộ coi tôi không ra gì sao? Tôi vẫn chưa lật bài của tôi ra mà. Tôi là cái thùng. Hèn chi hai anh đã nói quan già. Anh thì đè ảnh, tôi thì đè hai anh. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Đổ trường cờ bạc là như vậy. Chưa tới ván cuối cùng thì chưa có biết ai thắng ai bại. Nhân sinh lời nan đắc hữu nị. Lời phân hưởng lời ân sủng chế mộng. Thông tâm thái thông tri thái nan đắc hữu nị. Duyên phân đảm nhân sinh đệ trầm trọng. Truyền thế giới vì độc nị năng hiện truyền minh bạc ngộ. Chúc con sau hiện truyền共通，投进你笑声中，倾慕尽在眼中，叫人不敢悠然心。